7 ngày tới, chúc mừng năm con giáp may mắn tột độ, thần tài cho lộc, trúng số đổi đời, tiền vàng nứt kép. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa trải qua cái Tết Nguyên Đán. Và bây giờ chúng ta bước vào cái tuần thứ hai của cái năm 2024 âm lịch, năm Giáp Thìn. Khi mà cánh cửa may mắn nó bật mở, đây là những con giáp may mắn gặp nhiều cái chuyện vui, thành công mỹ mãn trong cái tuần này. Từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2 dương lịch, tức là nó sẽ rơi vào từ ngày mùng 10 tháng Giêng đến ngày 16 tháng Giêng âm lịch. Sau những cái thời điểm vất vả khó khăn, những con giáp này sẽ lấy lại được những gì mà mình đã mất. Chỉ cần bước sang cái tuần mới này thì các bạn sẽ nhận được vô số những cái tin vui. Người thì được quý nhân nâng đỡ về tiền bạc, người thì tìm được cái hướng đi mới, tìm được những cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu, phát triển cái sự nghiệp của bản thân. Con giáp này sẽ tình cờ có được những thông tin kinh doanh hữu ích từ những người thân, từ bạn bè xung quanh. Vậy nên các bạn cần phải tận dụng tất cả cái cơ hội để đầu tư kinh doanh. Nếu nhanh tay, nhanh trí thì các bạn sẽ thu về một nguồn lợi nhuận không hề nhỏ. Trong video ngày hôm nay, Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn và cái vận trình tử vi của 12 con giáp trong cái tuần mới. Từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2 dương lịch, tức là từ ngày mùng 10 đến ngày 16 tháng Giêng âm lịch. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, con giáp đầu tiên mà chúng ta xét thì đó chính là những người tuổi Tý. Kính thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Tý vừa bước qua cái Tết Nguyên Đán đó, đầu năm, vậy nên là gì? Đây là con giáp thì hoàn toàn có thể tự tin vào những cái bước đi của bản thân mình. Từng chặng đường đều có quý nhân theo dõi và nâng đỡ. Các bạn càng năng nổ, càng chăm chỉ thì lại càng có lộc. Đề nghị những con giáp này thì nói chung ấy là chọn ra những cái ngày khai trương, chọn ngày mở hàng tốt để xuất hành, để được tận dụng cái thời điểm vàng để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình, nó sẽ đến nhanh hơn. Trong công việc, cái thời gian đầu năm này thì sẽ có những cái áp lực khó khăn nó nối tiếp nhau. Nhưng với cái trí tuệ, với cái sự lanh lợi và khả năng ứng biến linh hoạt của mình, nên là gì, những người tuổi Tý có thể đạt được những kết quả cực kỳ tốt mà không cần phải sợ hãi. Bên cạnh đó, con đường tài lộc của những người tuổi Tý thì có gì lên được hay không ấy thì đều hoàn toàn phụ thuộc vào cái hành động và cái sự năng động của các bạn. Nói chung trong cái tuần này, từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2 dương lịch, thì thần tài không dành chỗ cho những người lười nhác ỷ ạch. Cái sự giàu có chỉ đến với những người mà gì siêng ăn siêng làm, đúng không ạ? Tức là miệng nói tay làm, đi đến đâu là vui đến đó. Khuôn mặt lúc nào vui vẻ thì đó mới mang lại cái lộc lá cho mình. Đầu năm tuyệt đối không được sân si ủ rũ hay là gì nằm ở nhà quá lâu, kéo dòng tiền của các bạn nó đang bị bế tắc, bị tắc nghẽn, thần tài thì cũng gì chạy mất. Nói chung ấy, trong cái thời gian này thì vào những ngày đầu tuần thì con giáp này sẽ gì gặp được những cái các tinh nó chiếu mệnh, nhưng bên cạnh đó thì cũng sẽ có một vài cái lời đàm tiếu thị phi, cũng như là một vài cái gọi là kẻ tiểu nhân tìm cách hãm hại. Nên là gì, các bạn cũng cần phải là gì hết sức dĩ hòa vi quý trong thời gian này. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên coi trọng cái sức khỏe của bản thân. Đấy, đừng có cãi cọ hay là xích mích và hạn chế ăn quá nhiều đồ ăn có nhiều thịt cá, nhiều đạm ấy. Hoặc là gì, uống nhiều rượu chè quá trong thời gian này cũng không tốt. Và đây là một cái thời điểm nói chung là cũng là khá là may mắn đối với những người tuổi Tý. Vậy nên để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó là con giáp đầu tiên. Tiếp theo, con giáp thứ hai mà chúng ta xét đó là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, nói chung ý, trong cái tuần mới này, từ ngày 19 tháng 2 dương lịch đến ngày 25 tháng 2 dương lịch, thì những người tuổi Sửu có rất nhiều cái cát tinh nó chiếu vận soi sáng. Vậy nên là gì? Con giáp này gì có thể tỏa sáng ở những nơi mà họ bước chân tới. Nhưng mà những người tuổi Sửu cũng nên hạn chế phô trương, khoe khoang để cuộc sống được yên ổn hơn. Nói chung ấy, những người tuổi Sửu bước sang cái tuần mới thì đầu tuần đã có sự tươi mới, vui vẻ và may mắn ngập tràn đó. Nói chung ấy, cuối tuần thì lại sự nghiệp lại gì càng hanh thông thuận lợi. Dù quý vị có tham vọng thì cái tài lộc và cái công danh sự nghiệp công việc nó cũng sẽ được ổn định hơn và thuận lợi hơn rất nhiều so với thời gian trước đó. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái thời điểm năm mới này,
thì quý vị cũng có thể tiến hành chọn ngày tốt để khai trương mở hàng, hay là muốn thi thố mở hàng lấy lộc ấy, thì quý vị cũng thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để được gì chọn được những ngày tốt mở hàng hoặc ngày tốt đi cầu tài cầu lộc cho mình. Ở trong thời gian này thì những người tuổi Sửu thì gặp nhiều cát tinh nó chiếu mệnh, nói chung là được thần tài độ mệnh, nên là gì một số những người tuổi Sửu sẽ phất lên như diều gặp gió với cái tinh thần phơi phới, nên quý vị cầu tài thì đắc tài, cầu lộc thì đắc lộc, đi xa về gần thì đều gặp được quý nhân một cách là bất ngờ. Bên cạnh đó là quý vị cũng gì cần phải kiềm chế cái tính khí nóng nảy của mình, tính toán quá mức cần thiết có thể là gì để cho cái may mắn nó rơi vào tay người khác. Quý vị hãy cứ sởi lời đúng không ạ, các cụ nói là sởi lời thì trời cho. Những người tuổi Sửu trong thời gian này là những người có khiếu hài hước, nói chung đấy quan hệ thì rộng, lại thích giao tiếp với những người có chung cái sở thích, nên là không khí trong gia đình nói chung là cũng khá là rộn ràng. Nhiều người sẽ nhận được những tin vui về mặt tình duyên con cái vân vân, nhiều cái tin tức hỷ nó báo về trong thời gian này. Nhưng mà quý vị cũng đừng có vội vàng, hãy gì cho mình thêm thời gian để tính toán và xem xét thật kỹ về cái người đó có phù hợp với mình hay không. Nếu mà quý vị nóng nảy ấy, thì rất dễ dẫn đến tình trạng là gì sôi hỏng bỏng không. Vì thế để gia tăng cái may mắn và tăng cường cái hạnh phúc gia đạo nhân duyên cho mình, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Tiếp theo chúng ta xét đến những người tuổi Dần. Thưa quý vị, trong cái tuần mới từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2 dương lịch, những người tuổi Dần nên cẩn thận trong cái thời điểm này. Nó vẫn còn bị ảnh hưởng của cái âm sát thái tuế. Đấy, dù có ăn ở hiền lành, ít gây hiểm khích với những người khác, nhưng mà những người tuổi Dần đôi khi cũng khó tránh khỏi những cái hiểm họa mà cái số phận nó đã sắp đặt trước. Cục diện thái tuế nó cũng nhắc nhở là những con giáp này làm công việc gì ấy, tức là tháng riêng là tháng tháng Bính Dần đúng không ạ? Tức là tuổi Dần gặp tháng Dần thì là bị thái tuế đấy. Vậy nên thái tuế nó cũng nhắc nhở những người tuổi Dần ấy, dù có tham công tiếc việc đến mấy ấy, hay lầm làm ăn có khấm khá, thì quý vị cũng gì cần phải gì bình tĩnh, cẩn trọng và nghiêng về phần tâm linh đấy, để gì để được may mắn nhiều hơn, quý vị nên lên đình đền miếu phủ chùa chiền để cầu thần lễ Phật cho được bình an và may mắn. Bên cạnh đó, công việc trong cái thời gian đầu năm mới thì khá là an nhàn, nhàn rỗi, nhưng mà vẫn có một số cái lỗi sai nhỏ mà cần các bạn phải khắc phục ngay, đừng có chần chừ, đừng do dự. Quý vị hãy bắt tay vào giải quyết, làm gì thì cũng nên lấy chữ tín đặt lên hàng đầu thì mới có thể bền lâu được. Quý vị thân mến, quý vị cứ đường thẳng mà đi, đừng có sợ ai nói gì hết. Những người tuổi Dần sẽ gặp một số cái biến cố bất ngờ vào trong cái tuần này, do bị thái tuế nó cản trở, lại gặp nhiều cái trở ngại và cái áp lực lớn. Thời điểm này thì cũng không thích hợp cho việc đầu tư và quản lý tài chính, khó đạt được những cái món tiền lớn. Quý vị hãy nên cẩn trọng thì hơn. Khi mà tâm mà đang rối ấy, thì quý vị nên gì đi cầu thần lễ Phật, đi đình đền miếu phủ chùa chiền để được gì để được giải tỏa cái áp lực trong cuộc sống, cũng như là gì tìm lại cái sự tịnh tâm an nhiên trong cơ thể mình. Bên cạnh đó, cái lưu niên âm sát nó cũng nhắc nhở những người tuổi Dần trong thời gian này cũng phải cẩn thận khi mà kết bạn. Đầu năm thì đừng nghe theo những lời người khác để rồi gì về nhà cáu gắt với những người thân trong nhà mình. Đi ra ngoài kết bạn hay là hẹn hò thì cũng nên lựa chọn cẩn thận, coi chừng bị lừa tiền lừa tình đấy. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Đó là con giáp thứ ba là tuổi Dần. Tiếp theo chúng ta xem tuổi thứ tư là tuổi Mão. Thưa quý vị, nói chung với tuổi Mão trong cái tuần mới này được rất nhiều cát tinh soi sáng, vậy nên ý, các bạn sẽ nhận được rất nhiều cái sự giúp đỡ từ quý nhân để thúc đẩy cái cuộc sống của mình có những cái bước phát triển, có những cái thay đổi theo cái hướng mà mình mong muốn. Quý vị đừng có bi quan suy nghĩ, quý vị hãy cởi mở ra, nói nhiều lên, may mắn sẽ tìm đến tận cửa. Đó. Bên cạnh đó,
cái sự nghiệp của những người tuổi Mão trong thời gian này cũng rất là tốt, được quý nhân giúp đỡ nên là sẽ có nhiều cái cơ hội để thể hiện cái bản thân. Nếu có thể thực hiện tốt, quý vị có thể tỏa sáng và nhận được những cơ hội làm ăn mới. Con giáp này cũng đang trong cái quá trình tu tâm, dưỡng tính và học hỏi để công việc được phát triển hơn. Quý vị đừng ngần ngại vì bản thân chưa được tốt, hãy tự hào vì mình đang gì cố gắng nỗ lực từng ngày. Nói chung ấy, bước sang tuần thứ hai của năm mới nên là quý vị cũng có lộc mới đấy. Nói chung ấy, quý vị cũng có thể chọn ra những ngày lành tháng tốt để đi chùa cầu thần lễ Phật để được bình an may mắn. Bên cạnh đó, trong thời gian này lại có nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh đó, vì vậy nên là tiền bạc của những người tuổi Mão cũng không đến nỗi tệ. Những người tuổi Mão vẫn có thể sống một cuộc sống là gì thỏa mãn, không cần phải lo lắng về những lời đàm tiếu xung quanh đó. Quý vị hãy chia sẻ cái niềm vui này với mọi người trong gia đình và mừng tuổi cho những người già đó, người già, người lớn tuổi đi lộc đầu năm vân vân. Những cặp đôi trong thời gian này đang yêu nhau thì có thể dễ dàng được cha mẹ chấp nhận sau những cái lần ra mắt gặp gỡ gia đình đầu năm. Những người đã kết hôn là những người mà quan tâm thấu hiểu lẫn nhau và gia đình luôn hòa thuận, hay được anh em lui tới ghé thăm và được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên là đây cũng là một con giáp cực kỳ may mắn nhé. Đó. Vì vậy, để gia tăng thêm cát khí cho mình thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Như vậy là con giáp tuổi Mão là một trong con giáp cực kỳ may mắn. Tiếp theo chúng ta xét đến những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, cái vận trình của những người tuổi Thìn thì trong tuần này không được êm đềm cho lắm, do ảnh hưởng của các hung tinh nó chiếu mệnh. Nói chung với những người tuổi Thìn nên tránh những cái rắc rối phát sinh ra từ cái họa miệng mà ra đấy. Các cụ nói đấy, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Cái gì nên nói thì hãng nói, còn không ấy, thì cứ im lặng. Đừng có nói những cái điều bừa bãi kiểu ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Thêm nữa, cái vận may trong công việc của những người tuổi Thìn trong tuần này cũng không được tốt. Đầu năm nhưng mà các bạn cũng vốn là những người thẳng tính nên không kiêng nể ai. Tính cách ngay thẳng đã bấy lâu thì vẫn thế nên là gì, đôi khi cũng hay làm mất lòng người khác. Nhiều kẻ thấy bạn có lộc đầu năm mới thì cũng ghen ghét đố kỵ, hay là bày những trò phá bĩnh, phá hoại cái công việc làm ăn kinh doanh. Còn các bạn đang làm kinh doanh ấy, thì cái thời điểm đầu năm này không nên hấp tấp. Các bạn cần phải kiên nhẫn trong tuần này, chưa thể có những cái bứt phá đột biến đấy, nhưng vẫn còn có nhiều cái cơ hội. Vì thế nên là những người tuổi Thìn ấy, cũng đừng vội nản lòng. Nếu không phải là những người mê tín thì ít nhất quý vị cũng nên chọn ra ngày đẹp để khai trương, hoặc là gì để cầu tài cầu lộc, để được may mắn bình an. Thêm nữa, cái sức khỏe của những người tuổi Thìn trong cái thời gian này cũng gì chưa ổn lắm, nó vẫn còn bị cái tác động của nhiều hung tinh. Vậy nên là quý vị ăn nhậu cũng không nên quá chén, gây ảnh hưởng đến gan dạ dày. Gia nam lại gì tốn thêm cái tiền đi khám, vừa khổ gia đình lại gì lại vừa khổ mình nữa, vừa mất công mất việc lại mất tiền. Bên cạnh đó, cái tình cảm gia đình thì vợ chồng thì mỗi người nên nhẫn nhịn một câu, chứ đừng có khắt khe quá. Đầu năm thì quý vị hãy cứ hoan hỉ chấp nhận thì cũng chỉ tốn thời gian của hai bên mà thôi đó. Vì thế để hòa hợp cái gia đạo cũng như là để mang lại cái hạnh phúc cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp thứ 5. Tiếp theo, con giáp thứ 6 chúng ta xét đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tuần mới này, từ ngày mùng 10 tháng Giêng đến ngày 16 tháng Giêng ấy, thì những người tuổi Tỵ có rất nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh đấy. Vậy nên cái vận trình của những người tuổi Tỵ khá là may mắn, khá là phấn khởi trong cái thời điểm đầu năm này. Nói chung ấy, trong cái tuần này thì các bạn luôn có những cái niềm vui nho nhỏ nó tìm đến, và không ngại khó khăn, không ngại gian khổ. Những người tuổi Tỵ ăn ở tích cực hiền lành nên là được trời thương Phật độ và ban cho nhiều cái lộc lớn trong tuần này. Công việc của những người tuổi Tỵ nói chung là trong tuần này cũng khá là tốt.
Đầu năm đi làm thì sẽ được đồng nghiệp nơi công sở yêu mến. Vì vậy, khi mà gặp khó khăn ấy, thì cũng sẽ luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ các bạn. Những người đang tìm việc, hãy cứ gì kiên trì xin việc. Sắp tới, các bạn sẽ tìm được một cái công ty vừa tốt lại vừa có cái thu nhập ổn định theo cách của các bạn mong muốn. Bên cạnh đó, về mặt tài lộc của những người tuổi Tỵ trong tuần này sẽ có một số khoản chi tiêu nó phát sinh, nên là các bạn đừng quá lãng phí. Nhưng đây là cái khoản chi tiêu cần thiết, quan trọng là các bạn cũng cái gì cũng không nên tiếc đấy. Nói chung ấy, trong thời gian tới thì quý vị đi làm ấy cũng dễ được gì cấp trên, được đồng nghiệp ban lộc lì xì. Sẽ có một vài người thì sẽ được gì nhận được những món quà của người thân, của gia đình. Cái vận may về vận trình tình duyên của những người tuổi Tỵ nó cũng đến trong tuần này. Nói chung ấy, với cái sự ấm áp, với cái sự dịu dàng của mình ấy, những người tuổi Tỵ cũng thu phục được cả những người khó tính. Và trong tuần này thì quý vị cũng sẽ có một cuộc sống, nói chung là nhiều màu sắc đặc biệt. Tuy nhiên thì các bạn vẫn phải cẩn thận, kẻo vướng vào chuyện tình cảm, dễ gây tranh cãi, phải cẩn thận trong chuyện lời ăn tiếng nói và những việc làm để tránh những cái rắc rối về sau. Và để tăng cường thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân, mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp thứ 7. Đó. Như vậy đây cũng là một con giáp may mắn nhé. Nó xếp vị trí số 2. Tiếp theo chúng ta xét đến những người tuổi Ngọ. Thứ 7 là còn những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, nói chung trong cái thời gian này thì cái hung tinh Bạch Hổ nó cảnh báo những người tuổi Ngọ không nên chủ quan, coi thường quả gì, kiểu cái cuộc sống bị ảnh hưởng. Quý vị làm gì cũng nên suy nghĩ thật kỹ. Nếu mà cảm thấy không phải là cái thời điểm khiến cho bản mệnh thoải mái thì cứ bình tĩnh giải quyết từng việc để gì quét sạch những cái lo âu, những cái muộn phiền ở trong tâm. Đầu năm ấy, vì cái chuyện cá nhân đôi khi nó cũng sẽ khiến cho công việc nó bị trì hoãn. Nói chung với những người tuổi Ngọ trong tuần này ấy, có thể bị chỉ trích hoặc là bị gặp tiểu nhân gài bẫy. Quý vị nên cẩn thận thì hơn. Càng về cái thời điểm cuối tuần thì cuộc sống của những người tuổi Ngọ càng đỡ vất vả và bình yên hơn do ảnh hưởng của nhiều cái cát tinh nó trợ mệnh. Vậy nên người nào muốn cầu danh, cầu tài, cầu lộc thì nói chung là cứ chọn thời điểm cuối tuần hoặc là ngày vía thần tài ngày 10. Trong thời gian này quý vị hãy để cân nhắc cái việc chi tiêu. Suy cho cùng ấy, thì tiền bạc vẫn để cần thiết trong nhiều mặt của cuộc sống. Một khi mà không làm chủ được cái cấp độ này ấy, thì các bạn sẽ rất dễ rơi vào cái tình trạng là bị động và gì mọi việc nó trở nên khó khăn hơn. Đầu năm những người tuổi Ngọ cũng không nên ham vui mà tham gia vào những trò cờ bạc đỏ đen. Tốt nhất con giáp này nên ăn uống đấy đa dạng, đừng có chỉ gì nghĩ đến những điều mình thích. Nếu mà không ấy, quý vị mà cứ rượu bia hoặc là ăn những đồ ăn giò chả nem thính các thứ nhiều ấy, thì rất dễ bị bệnh về đường ruột đấy. Nói chung ấy, gặp bác sĩ đầu năm thì là cái điều không ai muốn, vậy nên là quý vị cũng cần phải giữ gìn một cách cẩn thận nhé. Thêm nữa trong thời gian này ấy, thì cái tình trạng là mâu thuẫn với gia đình, với bạn bè nó cũng sẽ gia tăng đấy. Vậy nên là gì, quý vị hãy bớt cãi vã và đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu thì sẽ tìm được nhiều cái điểm chung và sẽ hóa giải được phần nào những cái xung khắc này đi. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến con giáp thứ 8 là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, những người tuổi Mùi trong cái tuần mới từ ngày 10 tháng Giêng đến ngày 16 tháng Giêng ấy, thì đây là một trong con giáp có nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh, nó soi đường dẫn lối. Nên là những người tuổi Mùi mạnh dạn và tự tin hơn hẳn trong cuộc sống. Làm gì cũng thấy suôn sẻ và luôn tin tưởng vào bản thân. Đầu năm đi làm các bạn sẽ thể hiện tốt cái công việc của mình, nên là công việc thì suôn sẻ và được cấp trên đánh giá cao, được bạn bè yêu quý.
Chỉ cần các bạn không tham gia vào chuyện riêng của người khác và xây dựng những cái mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp xung quanh ấy, chắc chắn các bạn sẽ có cái sự thăng tiến tốt trong cái sự nghiệp ở cái thời điểm đầu năm mới này. Nhiều bạn sẽ nhận được nhiều cái tin vui ngoài mong đợi. Nói chung ấy, thời điểm đầu năm các bạn sẽ gặp may mắn về vận trình tài chính, thu hoạch được cả rất nhiều của cái tiền bạc nhờ có lộc lá của gia tiên và thần tài ban tặng. Cái khả năng cao trong thời gian này thì gia đình sẽ có một cái điều may mắn nó kéo đến đó. Vận trình tiền bạc thì hanh thông, mọi chuyện gì đều là do hữu duyên, chứ đôi khi được không cưỡng cầu mà có được. Vậy nên quý vị cứ hoan hỉ mà đón nhận. Trong thời gian đầu năm mới này, ngoài cái việc chú ý giữ gìn vệ sinh sạch sẽ thì các bạn cũng nên chú ý nghỉ ngơi, để nghỉ ngơi nhiều và cố gắng tránh cái chuyện là tiệc tùng quá chén để không ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình. Trong thời gian này quý vị đi đâu làm gì cũng cần phải giữ gìn sức khỏe để không bị cái ốm đau bệnh tật đầu năm đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Như vậy tuổi Mùi cũng là một trong những con giáp may mắn trong thời gian này. Tiếp theo chúng ta xem tuổi thứ 9 là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tuần này từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2 ấy, thì những người tuổi Thân không được may mắn cho lắm. Đó. Do là gì? Bị tuổi Thân mà trong cái tháng Dần là Dần Thân là tương xung, lại gặp nhiều cái hung tinh nó chiếu mệnh nữa. Nên đây cũng là một cái tháng mà những người tuổi Thân ấy cũng cần phải suy nghĩ. Cái chìa khóa thành công cho những người tuổi Thân trong tuần này là chú ý và nhìn rõ cái tình hình tổng thể trước khi đưa ra cái quyết định, để không phạm phải những cái sai lầm nào và đánh mất đi cái sự cố gắng của mình trong suốt thời gian vừa qua. Nói chung những người tuổi Thân cũng không nên hấp tấp trong mọi kế hoạch. Năm mới nhiều cái thứ mới nên là cái cách làm của các bạn cũng cần phải có sự tỉ mỉ và mới mẻ hơn. Sai một ly là đi một dặm luôn. Bên cạnh đó thì cái hung tinh nó cũng cảnh báo về cái họa mất tiền mà những người tuổi Thân sẽ gặp phải trong cái tuần này. Quý vị hãy coi chừng chuyển tiền nhầm hoặc là làm rơi đồ hoặc là mất mát tiền của đầu năm. May mắn là càng về cuối tuần thì cái ảnh hưởng này nó lại được tốt lên đó. Nên là quý vị sẽ có cái cơ hội kiếm tiền để gỡ gạc lại những cái gì mình đã mất, thậm chí còn được tài lộc nhiều hơn. Quý vị càng đi nhiều, càng chuyển nhiều thì lại càng có lộc lá đấy, và đến một cái bất ngờ. Nhưng mà cũng nên nhắc nhở những người tuổi Thân trong thời gian này là cũng nên cẩn thận. Nói chung ấy, quý vị đi làm ấy, thì cũng không nên rượu bia hoặc là vượt đèn đỏ coi chừng tai nạn hoặc là bị những cái sự cố đáng tiếc nó xảy ra. Trong thời gian này thì gia đình nào mà hay có tiệc tùng thì cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe và vệ sinh ăn uống để tránh quá tải về gan hay là đường về hệ thống đường ruột. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp thứ 9. Tiếp theo chúng ta xét đến những người tuổi Dậu, con giáp thứ 10. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong thời gian này thì những người tuổi Dậu cũng gặp nhiều cái hung tinh. Nên là những người tuổi Dậu cũng khá mệt mỏi trong cái tuần mới này, từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 2. Nói chung đầu năm thì đã có cái tâm trạng tiêu cực, nóng tính và hay phán xét những cái chuyện không đâu vào đâu. Âu cũng là do các bạn đang bị mất đi cái sự an toàn và bình yên trong những ngày tới. Nói chung là trong cái năm mới, ai đang tìm việc thì quý vị nên tìm những lời khuyên từ những người đã có chuyên môn xung quanh, rồi ứng tuyển vào một cái vị trí phù hợp với cái sự phát triển trong tương lai của mình. Tiến độ công việc đầu năm ấy thì nói chung ấy, đôi khi gặp nhiều cái trắc trở. Nếu mà các bạn không tập trung và không nỗ lực hết mình ấy, thì sẽ khó có thể là có được cái may mắn và dễ phá vỡ đi mất cái tình trạng của mình đó.
Trong thời gian này thì những người tuổi Dậu cũng không nên là cờ bạc rượu chè lâu đề đó, vì là gì, quý vị rất dễ bị mất mát về tiền bạc do có cái hung tinh tiểu hao nữa, còn ăn ngữ. Nói chung ấy, khi đi đường xa thì quý vị cũng nên chú ý không cầm theo nhiều tiền mặt và cẩn thận cái đồ đạc của mình ấy, kẻo lại bị rất dễ bị móc túi, bị ăn trộm, đặc biệt là trong những ngày đầu xuân này. Những người độc thân thì cũng không nên đặt quá nhiều cái hy vọng, bởi hy vọng càng lớn thì thất vọng lại càng nhiều. Những người tuổi Dậu thì nói chung ấy cũng ngại gặp gỡ nhiều người khác giới, nên là quý vị đôi khi ấy, cũng gì vẫn để cái tình trạng cô đơn đó nó kéo dài đến tận ngày nay. Các bạn cũng dễ nổi nóng trong mấy ngày Tết, nếu ai đó làm phiền mình, quý vị mà không dĩ hòa vi quý và không gì hạ bớt cái tôi của mình xuống ấy, thì rất dễ gì gặp phải cái họa trong thời gian này. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và hóa giải những cái vận hạn thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Dậu. Đó. Tiếp theo, chúng ta xét đến con ra tiếp theo, đó là những người tuổi Tuất. Con ra thứ 11. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tuần mới này từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2 dương lịch thì những người tuổi Tuất cũng có nhiều cái hung tinh nó án ngữ nó chiếu mệnh. Nói chung ấy, đâm ra là gì? Cái vận trình tổng thể của những người tuổi Tuất trong cái tuần này cũng không được tốt cho lắm. Cái hướng mà các bạn đi thì đã sai ngay từ đầu. Những cái nỗ lực như vậy sẽ vô ích và không giúp ích được gì cho các bạn trong thời gian tới. Cái vận may của các bạn ở nơi làm việc cũng giảm sút. Những người tuổi Tuất vốn là những người hiền lành, ít sân si, nhưng chính vì cái môi trường tập thể khó nhằn nên là các bạn cũng đang dần dần bị tiêu cực theo. Hiệu quả làm việc nó có bị xuống dốc. Đầu năm khai xuân thì cũng gì, quý vị cũng nên chọn ra những ngày lành tháng tốt. Hãy liên hệ trực tiếp với ban biên tập chương trình để chọn được ngày lành tháng tốt một cách hoàn toàn miễn phí nhé. Nếu mà quý vị muốn bắt đầu tiết kiệm đấy, thì quý vị cũng nên là gì? Cần phải gì? Kiềm chế cái ham muốn của mình và hạn chế phân phát tiền lì xì cho những đối tượng không cần thiết. Các bạn cũng nên giữ bí mật cái thu nhập của mình. Đấy, vì những gì mà mình đã tích lũy trong thời gian vừa qua ấy, không nên phô trương, kẻo lại gặp họa thị phi điều tiếng từ những cái kẻ xấu, từ những kẻ xấu luôn rình rập. Thì ngoài ra các bạn cũng nên chú ý hơn đến cái sức khỏe, đến cái sự an toàn của những mọi người trong nhà và cái thể trạng của mọi người. Đấy. Trong thời gian này cũng cần phải chú ý về cái sức khỏe của những người thân. Đấy. Có thể là sẽ phải nhập viện. Đấy. Quý vị đừng bỏ qua những cái bệnh nhẹ. Nếu không ấy, có thể là gặp phải những cái rắc rối. Trong thời gian này thì quý vị, đặc biệt là nữ mệnh ấy, sẽ thường xuyên cảm thấy là chóng mặt, chóng váng. Nên là gì? Cần phải đảm bảo cái giấc ngủ mình được đủ, giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức. Thì ngoài ra các bạn nên bổ sung dinh dưỡng, ăn uống nhiều rau củ quả để tốt cho cơ thể mình. Vậy nên để gia tăng cái may mắn, tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần ngọ Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Tuất. Tiếp theo chúng ta xét đến những người tuổi Hợi, con giáp thứ 12. Thưa quý vị, những người tuổi Hợi trong cái tuần mới này từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2, tức là rơi vào từ ngày mùng 10 tháng Giêng đến ngày 16 tháng Giêng ấy, thì nói chung ấy có khá nhiều điểm thú vị. Những người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều may mắn và tài lộc. Đầu xuân năm mới nó có lợi cho những người làm nông nghiệp, buôn bán các mặt hàng thời trang mỹ phẩm hoặc là làm những nghề thủy hải sản, khoa học kỹ thuật tâm linh vân vân. Đấy. Khi mà công việc nó trở lại bình thường ấy, thì các bạn có thể tiếp tục hoàn thiện bản thân. Trong cái thời gian rảnh rỗi thì các bạn sẽ đạt được những cái tiến bộ thông qua cái việc trao đổi với đồng nghiệp, tạo cái không khí tích cực cho cái cơ quan ở cái thời điểm đầu năm mới này. Nói chung ấy, đây cũng là cái thời điểm vàng cho cái tài lộc của những người tuổi Hợi. Quý vị hãy tranh thủ cái thời gian này để gì thu hút cái tài lộc, thu hút cái may mắn cho mình. Bên cạnh đó, trong dịp đầu năm quý vị cũng nên đi đình đền miếu phủ chùa chiền cầu thần lễ Phật để được cầu an cầu tài cầu lộc cho cả bản thân và cho mọi người trong gia đình.
Trong thời gian này, nếu mà quý vị có kế hoạch kinh doanh làm ăn đầu năm ấy thì cũng nên cẩn thận đấy, đừng có hấp tấp. Quý vị cũng cũng vẫn sẽ có được lộc từ bạn bè hoặc từ cấp trên đem tới, và có nhiều cái chuyện vui trong chuyện làm ăn. Vì vậy mà các bạn cũng cần phải hết sức bình tĩnh nhé. Thêm nữa, trong thời gian này tình trạng sức khỏe của những người tuổi Hợi cũng khá là tốt. Tuy nhiên, đôi khi ấy, do cái tâm trạng chán nản thường xuyên và tràn đầy cái lo lắng ấy, vậy nên là các bạn cũng cần phải gì gác lại những cái lo lắng của mình và suy nghĩ tích cực nhất có thể. Thưa quý vị, trong thời gian này, nếu mà khi gặp được những người mà khiến trái tim mình mà bị rung động ấy, thì các bạn sẽ dứt khoát hơn để có được một cái tình yêu may mắn đến với mình. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp thứ 12. Như vậy là đây cũng là con giáp may mắn thứ tư đúng không ạ? Tuổi Tý là may mắn thứ 5 và tuổi Sửu là may mắn thứ 6. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của cái tuần mới. Từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2 dương lịch, tức là nó sẽ rơi vào ngày mùng 10 tháng giêng đến ngày 16 tháng giêng âm lịch. Đó. Và trong cái tuần mới này, chúng ta sẽ có 6 con giáp cực kỳ may mắn tài vận hanh thông. 1 tuổi Mão, 2 tuổi Tỵ, 3 tuổi Mùi, 4 tuổi Hợi, 5 tuổi Tý và 6 là tuổi Sửu. Đó. Đó là 6 con giáp được tài lộc hanh thông, công danh sự nghiệp thì thuận buồm xuôi gió trong cái thời gian từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2 dương lịch. Đó. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.